Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Bloctain được sản xuất tại Actavis. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Bloctain cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc Bloctain Montelukast 5 mg. Tá dược vừa đủ một viên. Dạng bào chế: dạng viên nén. Chỉ định của Bloctain Thuốc được chỉ định trong điều trị hỗ trợ bệnh hen mạng tính ở những bệnh nhân mắc bệnh hen ở mức độ vừa và nhẹ mà những bệnh nhân này không đáp ứng tốt với liệu pháp điều trị bằng thuốc corticosteroids dạng hít sông và chỉ định. Điều trị cho bệnh nhân mà chất chủ vận B tác dụng nhanh khi cần thiết không cho đáp ứng tốt với liệu pháp điều trị bệnh hen. Thuốc giúp giảm triệu chứng ở bệnh nhân viêm mũi dị ứng theo mùa. Thuốc được chỉ định sử dụng cho trường hợp đề phòng triệu chứng hẹp đường dẫn khí do vận động gắng sức. Lưu ý Viên 4mg dùng cho bệnh nhân từ 2 đến 5 tuổi. Viên 5 mg, dùng cho bệnh nhân từ 6 đến 14 tuổi. Viên 10 mg, dùng cho bệnh nhân 15 tuổi. Chống chỉ định khi dùng thuốc blocktain. Bệnh nhân mẫn cảm với hoạt chất hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc. Phụ nữ có thai và đang cho con bú. Liều dùng đến cách dùng thuốc blocktain. Cách dùng. Thuốc dùng bằng đường uống, nên nhai viên thuốc khi sử dụng. Liều dùng liều khuyến cáo. Trẻ 15 tuổi, một viên 10 mg trên ngày. Trẻ 6 đến 14 tuổi, một viên 5 mg trên ngày. Trẻ 2 đến 5 tuổi, một viên 4 mg trên ngày, dưới sự giám sát của người lớn. Lưu ý nên tiếp tục dùng thuốc dù cơn hen đã được kiểm soát và trong các giai đoạn hen nặng hơn. Trong điều trị dự phòng, cần đánh giá kết quả sau 2 đến 4 tuần điều trị, nếu thuốc không đáp ứng thỏa đáng, cân nhắc phương án điều trị bổ sung hoặc phương án điều trị khác. Trong điều trị bổ sung, không nên thay thế đột ngột corticosteroid dạng hít bằng blocktain. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng thuốc blocktain. Không nên dùng montelukast trong điều trị cho bệnh nhân có các cơn hen cấp và duy trì ổn định điều trị cấp cứu thích hợp thông thường cho bệnh nhân với mục đích này. Không được thay thế đột ngột corticosteroid dạng hít hoặc dạng uống bằng montelukast. Khi điều trị bằng các thuốc chống hen bao gồm Montelukast cần thận trọng với các triệu chứng tăng bạch cầu ưa eosin, ban viêm mạch, các triệu chứng ở phổi xấu hơn, các biến chứng tim và trên hoặc xuất hiện bệnh thần kinh ở các bệnh nhân. Khi thấy xuất hiện các biểu hiện này cần phải đánh giá lại phác đồ điều trị của bệnh nhân. Độ an toàn và hiệu quả điều trị của thuốc đối với bệnh nhân dưới 2 tuổi vẫn chưa được thiết lập. Thuốc chứa aspartame, nguồn phenylalanine, thuốc có thể gây hại cho bệnh nhân bị phenylketonuria với bệnh nhân có các dấu hiệu không dung nạp galactosa, thiếu lạp lactasa, kém hấp thu glucosa đến galactosa, không được sử dụng Montelukast. Phụ nữ có thai và cho con bú có sử dụng thuốc Bloctain được không? Với phụ nữ có thai, chưa biết liệu thuốc có ảnh hưởng tới thai nhi hay không, vậy nên phụ nữ có thai chỉ sử dụng khi thật sự cần thiết. Trong quá trình dùng thuốc mà có thai thì cần báo cho bác sĩ điều trị để có hướng điều trị phù hợp. Với phụ nữ cho con bú, chưa biết liệu thuốc có bài tiết qua sữa mẹ không, vậy nên chỉ sử dụng khi thật sự cần thiết. Tác động của thuốc Bloctain đối với người lái xe và vận hành máy móc Thuốc không làm giảm khả năng lái xe và vận hành máy móc của bệnh nhà. Tuy nhiên, trong một số trường hợp ghi nhận thuốc có thể gây buồn ngủ, chóng mặt, vậy nên bệnh nhân khi sử dụng thuốc cần đặc biệt lưu ý và thận trọng khi thực hiện các hoạt động này. Tác dụng phụ của thuốc Bloctain Các rối loạn ở hệ thần kinh, đau đầu các rối loạn ở dạ dày, ruột, đau bụng, tiêu chảy, khô miệng, khó tiêu, buồn nôn, nôn. Các rối loạn ở hệ thống máu và bạch huyết, tăng suất huyết. Các rối loạn ở hệ miễn dịch, các phản ứng quá mẫn cảm bao gồm phản vệ, thâm nhiễm bạch cầu ưa iosin tại gan. Các rối loạn về tâm thần, bất thường về giấc mơ bao gồm ác mộng, ảo giác, mất ngủ, kích thích, lo âu, hiếu động, kích động bao gồm hành vi hung hăng, run, trầm cảm. Các rối loạn ở hệ thần kinh, chóng mặt, ngủ lơ mơ, dị cảm trên giảm cảm giác, động kinh. Các rối loạn về tim, hồi hộp. Các rối loạn về hô hấp, lồng ngực và trung thất, chảy máu cam. Các rối loạn về gan, mật, các mức transaminase huyết thanh tăng cao, viêm gan tắc mật. Các rối loạn ở da và mô dưới da, phù mạch, thâm tín, mày đay, ngứa, ban, ban đỏ nốt. Các rối loạn ở hệ cơ xương khớp, đau khớp, đau cơ bao gồm chuột rút. Các rối loạn toàn thân và các rối loạn ở vị trí sử dụng, suy nhược trên mệt mỏi, tình trạng khó chịu, phù, sốt. Tương tác thuốc Vì Montelukast được chuyển hóa bởi CIP3A4 nên cần thận trọng, nhất là ở trẻ em, khi sử dụng đồng thời Montelukast với các thuốc cảm ứng CIP3A4 như phenytoin-phenobarbital và rifampicin. Montelukast có thể dùng cùng với các thuốc thường dùng khác trong dự phòng và điều trị bệnh hen mãn tính. Trong các nghiên cứu về tương tác thuốc, Montelukast không có ảnh hưởng đáng kể tới được động học của các thuốc, theo philai, prednisone, prednisolone, các thuốc uống tránh thai, ethinin estradiol trên norethindrone 35 1, tofenadine, digoxin và warfarin. Các nghiên cứu in vitro cho thấy Montelukast là chất ức chế CIP2C8 hiệu quả. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Blocktain, đồng thời biết cách sử dụng Blocktain sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham